Ngày 24 tháng 12, giới chức Thanh Đảo, thành phố Đông Bắc Trung Quốc, thông báo ghi nhận 490.000 đến 530.000 ca COVID-19 mới một ngày, nhưng không có ca tử vong. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 24 tháng 12 thông báo ghi nhận 4.103 ca nhiễm mới ngày 23 tháng 12, không có ca tử vong mới. Trung Quốc từ ngày 7 tháng 12 áp dụng 10 biện pháp mới trong phòng chống dịch, như cho phép người không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà, tăng cường test nhanh thay xét nghiệm PCR, hủy quy định trình mã y tế tại đa số địa điểm công cộng. Kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, giới chức Trung Quốc công bố khoảng 2.000 đến 4.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thừa nhận không thể theo dõi ca không triệu chứng và bỏ thống kê những trường hợp này. Việc bỏ xét nghiệm hàng loạt và giảm xét nghiệm bắt buộc cũng đồng nghĩa ít người được xét nghiệm hơn. Giới chức Trung Quốc cảnh báo đợt bùng phát hiện tại sẽ đạt đỉnh vào mùa đông năm nay, tạo thành 3 sóng lây nhiễm nối tiếp nhau trong khoảng 3 tháng tới.